em đa lông rắn làng này, mini này, làng mini này cũng được đầu đấy hơi tuần rồi. Này mới quay cho bác. Cái lúc mà làm lấy con này này là nó chưa bị cắt lá đâu, lá nó ung tùm nhìn thích lắm. Thì muốn làm cái video này cắt đến đâu lộ đấy các bác nhìn thấy vui mắt. Nhưng mà cái hôm đến thì bác chủ cũ bác lại cắt nó rồi, thì cũng hơi buồn, không sao, cũng cắt cũng đúng vị trí của mình thôi. Đó, cũng thu răm lại để sau lấy răm với lại ép lá cho nó nhỏ lại mà. Đấy, thì một cây đa dáng làng rất là hay. Chắc hoàn thiện sau nó cao tầm độ 25 phân. Tầm hoành của nó cũng tầm 30. Đó, như bác xem. Thì cái con này nó hay ở chỗ nào em mình sao mua? Thứ nhất là ngày xưa này, chậu của nó trong rồi, chậu này trong lòng, chậu lọc lòng này, chậu ngày xưa của nó này, giờ đang nuôi thả sang một cái chậu to này khác, và nó được ôm mấy cái hòn đá ngày xưa. Thì thực tế nói nó để mà già thì cây này cũng không dám nói là nó quá già, nhưng mà thì cái bệ rễ của nó cũng chơi cũng rất là hay, rất là khỏe, và nó rất là làng, một con làng ba vai. 1, 2, 3 này. Đấy. Thì có cái tay hoành, những cái tay hoành nó ra nó rất là làng, rất là dáng làng này các bác. Đấy, có cái rễ buông nó rất là dáng làng. Lùn. Đấy, thì rất là thích. Một cây đa mà lùn mà nhỏ này cũng không phải là nhiều đâu các bác. Hoặc là có thì nó cũng không ra được cái dáng này đâu. Nó rất ít đấy, rất là ít đấy. Đấy thì tôi rất là thích và cũng phải mất rất nhiều lần mới mua được. Đấy các bạn, cây mà khi mà đã mê rồi thì bằng mọi cách mình sẽ muốn sở hữu nó. Còn cái chuyện tiền bao nhiêu thì nó là vấn đề khác các bác không cần phải hỏi cái đấy. Đấy thì các bác nhìn này này, những cái đầu cành như là bị cắt, nó đã ra lộc rồi, nó ra lộc rồi. Nó đã ra lộc. Cái tay bên này thì phải nuôi, đáng lẽ ra là phải để nuôi thả cho nó thật to nữa để cho nó cân xứng với bên này, nhưng mà không sao, làng hoành trong một bên cũng rất là nhiều, không vấn đề gì. Là dáng làng mà không có cái nguyên tắc gì cả, không có nhiều nguyên tắc. Cứ nhìn thấy làng xã, nhìn thấy cây đầu là cây đa đầu làng là đấy là dáng làng. Đấy, mặt sau nó dễ riếc, bệnh khá là bệnh này, lá riếc. Đấy, rất rụt rịt. Đấy, thấy chưa? Thì cái tay bên này nó vươn hơn tay kia một chút. Đấy, thì nó cũng là cái điều rất là tốt của một cây dáng làng. Một cây dáng làng thì có cái tán mà nó càng vươn rộng ra thì làng nó càng to, đúng không bác? Làng càng to càng cái sự bề thế của làng. Đấy, còn bên này thì nếu mà cân được sang thì cũng càng tốt, không sao. Đấy, rất tự nhiên thôi, cây làng thì nó cứ tự nhiên cái bóng lùm lùm này thôi, và rộng hai bên làm cái bóng mát, bên dưới có dân chúng đi làm đồng về nghỉ ngơi ở đây, hoặc là buộc con trâu nhất rồi. Đấy, hoặc là ôm lấy cái cổng làng.
Đấy là cái cây giáng làng. Các cái đầu cành đều đã có mầm hết. Đa này thì làm thì lâu hơn xanh xi rất nhiều quá nhé. Nhưng mà làm xong rồi thì một cây đa mà chuẩn mực thì có giá lắm. Không phải là lá to mà nó không có giá trị về bonsai đâu các bạn. Đấy. Nhất là đa lông ấy, thì lá nó đẹp hơn. Tất nhiên là về cái phong thủy thì nó cũng nhiều cái tranh cãi. Nhưng mà về cái vẻ đẹp của nó thì khá ổn. Có những người ta ép được những cây đa lá nó bé tí rất là đẹp, rất đẹp và lông nó như nhung các bác. Cây đa giáng làng đấy thì tầm như ví dụ như của anh Tân ở ngoài chợ Vạn Phúc thì nó cũng cây đa nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó cũng đã tầm 18 triệu, 15 đến 18 triệu rồi. Đấy là một số cây anh em cũng đã từng biết. Làng mini nhưng mà lại rất là rộng, làng thấp nhưng mà rộng. Đó. Cái này thì chắc là ngày xưa là cắt từ một cái cổ của một cái ngọn cổ ngọn của một cái cây nào đấy, nó có cái chạt ba đây. Đấy, thì nó mới được ốp đá, nó mới được như này. Đặt lên hòn đá thì nó mới được như này, chứ không thì nó cũng không có bao giờ được như đều trải như này đâu các bạn. Đấy. Bây giờ cây chơi cây mini là đều là chơi như vậy, những cái cục nam điền hoặc là những cục xanh xi cắt ra như này, rết lên hòn đá sau bệ rất là đẹp, làm cây mini rất là tuyệt vời. Đấy, đây là cây đa lông của em nhé. Tiếp theo là quay khoe các bác cây ngọc anh. Cây thứ nhất là cây ngọc, có hai cây ngọc anh các bác nhé. Cái thứ nhất là cây này mua được ở ngoài chợ rẻ lắm, vì là chưa thay được chậu nên cứ ủ với vải như đây thôi, thì nó đã lên mầm um tùm rồi. Đấy, rất là tương lai, rất là quái các bạn, rất là kỳ quái. Thỉnh thoảng vượt cây phôi vui vui về làng quá. Hôm nay tôi vượt cái cây này xong thì một số anh em chơi cây cũng rất là muốn để lại mà thôi. Đây, mặt chính của nó là mặt này đúng không? Chuẩn của chân vệ là cái chân móng rồng, móng gà nâu cả nữa. Móng quặt như này. Đấy. Chuẩn, rất chuẩn. Chuẩn vệ dễ là như thế. Đấy. Thể hiện cái sự gọn gàng và khỏe mạnh của cái vệ. Đây này các bạn. Như những cái móng rồng, móng gà, đông cảo, ba chân nó to khỏe, nó quặp xuống. Những cái vệ nam điền nó rất là hay được như vậy. Đấy, thì đây là cây ngọc anh. Cái này thì hôm ý cắt thì nó đang nứt ở đây. Đấy, còn cái này cắt trước đấy nhiều. Này hôm mua là ông chủ cũ ông cắt đi. Thì cũng đúng như em là cắt chỗ đấy. Cây này hoa khá thơm. Cũng họ là rành rành thôi, khá thơm. Đấy, ra tận đây rồi. Chậu này người ta trồng tạm bỡ thì tôi cũng chưa thay được. Úi ngọc anh. Đấy là một con, đây một con ngọc anh nữa, chân vệ rất là kỳ lân, rất là rụt rịt, u cục chân vệ các bạn. Cái này thì thật được các bác là hôm trước là tay tán vông tán là rất xung xuê như này để chơi hoa rất là nhiều hoa rồi, mà thôi chơi hoa xong rồi thì mấy ngày thì cắt đi, thì bác để cái vệ
đấy, cây ngọc anh đấy, găng tay cắt lại hết, không có thì để em giật lại cái những cái ngọn cái tay cảnh, cứ để cái cũ thì không làm được. Đấy, đế điếc đất 24 giờ luôn, rất bệt luôn, rất bệt. Bệt nghe sao, bệt những bò trên mặt lan trên mặt đất đấy, các bạn. Bệt thể hiện sự lâu năm trên chậu rồi, các bạn. Chùn rụt như này, chùn rụt và móng rồng quặp quặp như này này. Đấy, cái đầu rễ đang có móng rồng quặp quặp này, thì những cây rất là giá trị. Nói chung nó là một cái cây cũng khá là hay, khá là hay, vừa chơi hoa lại vừa bonsai, bệ rễ, u cục. Đấy là hai cái ngọc anh khá là quái và ưng ý, thì cũng là tôi mua, dáng hợp lý đấy mà. Đấy, dù sao thì cũng đã có hoa để chơi rồi, và cái dòng này nó lên cũng rất là nhanh thôi các bạn, nó nảy mầm nó lên nhanh lắm, như mình dành thôi. Đấy, cũng sớm được làm thôi. Đấy là cái con ngọc anh, hay là còn gọi là ngọc bút đi các bạn nhé, ngọc anh hay gọi là ngọc bút. Đây này, vừa nãy mà hôm vừa rồi mới làm xong cái giá để cây ra ngoài vườn này. Cứ để trên cái bể, để trên cái bể nước này hết chỗ rồi. Đó, nhiều cây quá. Đây, con xanh, con xanh tuyệt phẩm đây này. Đây, chưa khoe quá đâu, hôm nào sẽ quay riêng. Đó, bởi là lúc mua về là hết tiền không lấy nổi chậu nữa, chậu nó cho nó để lại chậu. Đấy, thì chỉ nhấc cốt về thôi, vẫn chưa trồng được mặc dù rất giá trị. Đấy, đây này, điền khó nhìn nào các bạn, giá trị nhất con đấy đấy. Đấy, quay trở lại chủ đề chính với video này là về cái đa này với lại hai cái cây ngọc anh này, và khoe với các bác là một cái dàn này. dàn hổ lốn này, hàng tạp nga này nè. Đấy, con tay chuột này bây giờ nó xung xuê nhìn rất hay, nó mang anh Tân làm lại đá con này cho nó đẳng cấp. Xanh quê đấy, nhìn con đa hoành tráng không, nhìn rất bề thế, tụi bé mình rất bề thế. Đấy, vừa dọn dẹp một cái thì đã tối vừa dọn được đống lá hết đấy này, cây xanh cắt thì đã gần mầm rất nhiều, cây ta rất là trung tâm, rất là hoành tráng. Hai cây ngọc anh ngọc bút đây, anh cũng là bút là một con đấy, và cái giá này của em cây si tay chuột đang rất là đẹp, đang rất là đẹp nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.